Vì sao thắng Thái Lan nhưng U17 Việt Nam lại ở nhóm hạt giống dưới? Dù đánh bại Thái Lan và giành ngôi đầu bảng F vòng loại U17 châu Á nhưng U17 Việt Nam vẫn xếp dưới đối thủ ở nhóm hạt giống. Ở lượt trận cuối bảng F vòng loại U17 châu Á 2022, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành thắng lợi tưng bừng trước Thái Lan để đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. U17 Việt Nam cũng giành vé trực tiếp vào vòng chung kết và khiến người Thái 6 điểm phải tranh vé vớt, top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt. Tuy nhiên, khi Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chia nhóm hạt giống, U17 Việt Nam lại xếp dưới Thái Lan. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Quốc Tuấn nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Malaysia, Afghanistan, Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Thái Lan ở nhóm hạt giống số 2 cùng Ấn Độ, Iran và Yemen, Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc và Úc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Trung Quốc, Uzbekistan, Qatar và Lào. Việc phân nhóm hạt giống được AFC căn cứ vào kết quả thi đấu tại giải U16 châu Á 2018, tiền thân giải U17 châu Á. Với kết quả phân nhóm như vậy, tuyển Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan ở vòng bảng giải U17 châu Á 2023. Vòng chung kết U17 châu Á 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2023. Sau khi Bahrain từ chối quyền đăng cai, AFC vẫn chưa chọn được quốc gia chủ nhà của giải đấu. Các nhóm hạt giống vòng chung kết U17 châu Á 2023. Nhóm 1, Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc, Úc. Nhóm 2, Ấn Độ, Iran, Yemen, Thái Lan. Nhóm 3, Malaysia, Việt Nam, Afghanistan, Ả Rập Xê Út. Nhóm 4, Trung Quốc, Uzbekistan, Qatar, Lào.